Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có đặt một cái đơn Shopee như có gì mà từ Trung Quốc gì luôn á. Bây giờ Shopee tất cả các Tiki Lazada người ta cho mình đặt từ Trung Quốc gì các bạn. Thì đây là nguyên đai nguyên kiện luôn ạ. Cái này ship luôn là 95.000 nha các bạn. Mình mua mấy cái mũi hèn các bạn. Nhiều khi mua Việt Nam không có, mua luôn bên Trung Quốc các bạn. Trung Quốc thần thánh cái gì cũng có bả nên nha các bạn. Này không biết có xài được hay không nữa, nên mình coi coi, mình quay clip sẵn cho các bạn xem luôn. Đây là cái mỏ hèn để thay thế mỏ hèn của Milwaukee thì người ta cho có một hai đầu hả các bạn, buộc mình phải mua thêm. Không biết có xài có trùng không, mình thử một cái coi có trùng có vô không các bạn. Đây đi cái mũi này. Đó, mình thấy thứ nhất là thấy nó tương đồng rồi nè, không biết có bắt vô được không nhé bạn. Ok được nữa bạn, là chung một cái khuôn khổ rồi, chứ nữa có dịnh lại được cái đầu nữa hay không nữa. Vậy là dịnh được cái đầu nữa bạn. Mình chỉ sợ mua gì mà nó không vừa thôi. Mình cũng coi thông số kỹ lắm nha bạn mới quyết định xuống tiền mua. Đó, bắt lên coi nóng không, nóng nhanh hay không các bạn. Khi mà chớp chớp như vậy là nó đang nung các bạn. Nó chỉ các bạn đếm khoảng 15 giây là nó ngưng. Nó ngưng là nó mình xài được liền các bạn. Giờ có nóng chưa? Nóng rồi bạn, nóng nhanh. Vậy là xài được ok, ổn các bạn. Mình sợ là mình mua cái này không có, cái xài hư cái này cái mình thua luôn nha bạn. Mà không ngờ mua có. Trung Quốc ở bên Trung Quốc cái gì cũng có hết mà, các bạn thấy ra khói rồi nè. Đây báo pin nè các bạn, đây là báo pin nè, hai cục pin, xài pin các bạn rất là lẹ, rất là sướng luôn. Nó mua đầu có rồi các bạn sẽ xài được thoải mái các bạn, còn mua không có đầu thì lúc nào cũng lo lắng hết các bạn, sợ hư mua không có.